Vâng, quý vị thấy chớn không ạ? Rất chớn đúng không ạ? Vâng, rất chớn và tiếng nổ rất thanh và giòn. Đó là độ chớn và tiếng nổ đến từ cặp bánh rất nổi tiếng của Ý, đó là cặp bánh Campagnolo Sirocco 3,5 phân quý vị nhá. Đó là một dòng bánh nhôm rất cao cấp của Campagnolo. Vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long có địa chỉ Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại 0973 126 389. Xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Vâng, cửa hàng của Nguyễn Long chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm, đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Ngày hôm nay, ở trong video này, Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến mọi quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Road Carbon cao, rất cao cấp. Vâng, một thương hiệu rất cao cấp đến từ nước Ý, đó là chiếc De Rosa. Model là Idol, một model rất cao, rất đời rất cao quý vị nhé. Người chủ có mua là đầu năm 2021. Và chiếc De Rosa Idol Carbon này sở hữu cấu hình là khung sườn carbon, cùng với lại thông số đo là dòng ngang là 51, dòng đứng là 46, là tương đương phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m6 đến 1m7 chạy đẹp ạ. Và Nguyễn Long đánh giá về cái chiếc De Rosa Idol này là một chiếc xe xứng đáng là một chiếc xe cọp quý vị nhé. Vâng, cọp không ở đây không hẳn chỉ về độ mới của chiếc xe mà cũng cả về cấu hình luôn ạ. Vâng, chiếc xe cũng đang sở hữu một cấu hình rất cao cấp. Thì sau đây Nguyễn Long xin tiến lại gần chiếc xe De Rosa Carbon này để giới thiệu chi tiết hơn cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Vâng, trước tiên như thường lệ thì Nguyễn Long vẫn sẽ cầm lại cái thước dây để đo cụ thể chi tiết cái thông số đo giống đứng giống ngang cho quý vị xem là có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị thấy ạ, giống ngang là 51 quý vị nhá, đo tâm tâm. Giống đứng là 46. Đó. Nên rất phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m60 đến 1m70, 71 thì là đẹp ạ. Hằng như Nguyễn Long đã vừa có nói từ đầu video, đó là model của chiếc De Rosa này là một nó là Idol quý vị nhá. Đây ạ, Idol logo đây ạ. Đó là một model rất cao cấp của thương hiệu De Rosa. Thương hiệu De Rosa thì nó cực kỳ nổi tiếng của Ý quý vị nhá. Nó còn xếp trên cả BNC ạ. Nhưng mà do là không phổ biến nhiều bằng ở Việt Nam mình, nhiều người thì vẫn cứ dùng BNC nên là biết đến đi BNC nhiều hơn thôi. Thế nhưng thực tế thì De Rosa đắt tiền còn hơn cả BNC quý vị nhá. Đó. Chiếc xe sở hữu một cái màu xanh thiên thanh, tông màu sọc trắng và màu đen cho ra cái màu sắc rất chi là nổi bật, đặc sắc. Độ mới của chiếc xe thì còn cực kỳ mới quý vị nhá. Nguyễn Long đánh giá nó cực kỳ mới ạ. Trên 95% quý vị nhá. Khung đời cao, có tích hợp nắp được cả group điện quý vị nhá. Các cái lỗ để nắp group điện. Đó. Sở hữu một cái nước sơn bóng cho nên là mình rất dễ vệ sinh và lau chùi. Đó, quý vị thấy rất mới đúng không ạ? Vâng, từ những cái đầu bịt dây gần như là mới xuất xưởng. Đó, quý vị thấy. Chỉ thiếu chiếc hộp thôi là chúng ta sẽ thành một cái thùng xe mới. Vâng. Tất cả đây quý vị nhìn này, từ những cái chi tiết nhỏ ví như khóa cốt yên vẫn là nguyên zin chính hãng của De Rosa. Đây là càng sau. Một chiếc xe xứng đáng là cọp toàn diện quý vị nhá. Và đây là nền nổ để nắp group điện ạ. Còn rất đẹp quý vị nhá. Sau đây là phần bên trái của chiếc sườn. Gần như là không có vết xước nào đáng chú ý cả. Và một độ mới toàn diện. Đây là mặt trên của chiếc khung. Chiếc xe sở hữu hệ thống dây đi âm sườn hết rồi quý vị nhé. Quý vị thấy từ những cái đầu bịt dây để tránh xước khung. Vâng. Logo De Rosa rất nổi bật. Người Nhật người ta rất tin dùng cái thương hiệu De Rosa này quý vị nhé. Đây phần càng trước. Đấy, quý vị, có một xước một chút xíu đây thôi quý vị nhé, có xước một chút xíu đây trong quá trình vận chuyển thôi. Nhưng không hề lộ lắm đâu ạ, và cũng không hề ảnh hưởng gì cả đến tổng quan mỹ thuật. Xước rất nhỏ đấy ạ. Sau đây Nguyễn Long sẽ quay về gầm xe cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy còn rất đẹp đúng không ạ? Tổng thể còn rất mới. Đó, quý vị thấy phần tem an ninh đỏ là vẫn còn nguyên đấy quý vị nhé. An ninh đỏ của nội địa của Nhật, tem made in Taiwan. Đó, rồi mã số khung. Đó, đủ để quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe quý vị nhé.
Đó, quý vị thấy còn rất đẹp đúng không ạ? Mọi thứ là còn rất mới, rất sạch sẽ, rất sáng. Đó, quý vị thấy. Đó, tem chính hãng. Nên quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ ạ. Xin Nguyễn Long xin cam kết đó là hoàn toàn không phải hàng nhái, hàng fake, hàng copy quý vị nhá. Đang tiếp đến là cái bộ phận dàn đầu ghi đông và cọc yên, thì là chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông và cọc yên là nhôm siêu nhẹ của FSA quý vị nhá. Một thương hiệu rất cao cấp mà chuyên sản xuất những cái bộ phận ghi đông cọc bộ tăng và cọc yên rất nổi tiếng. Quý vị gặp trên rất nhiều xe đều có những cái bộ ghi đông dàn đầu của FSA. Đó, cọc yên nguyên zin. Đó, đây, FSA. Và còn rất đẹp quý vị nhá. Chén cổ nguyên zin của chính hãng, của đều là của Derosa. Đó, và từ cái mặt bích hoặc là những cái miếng chêm này, cổ này đều là của carbon quý vị nhá. Và điều một đặc biệt thú vị nữa là cái cổ này là người chủ chưa có cắt đi. Thế cho nên là nếu mà ai mình muốn ngắn xuống là mình có thể cắt hoặc là mình đổi, hoặc là có ví dụ như có những vị khách nào mà thích chạy cao một chút thì chúng ta giữ nguyên này. Đấy, nó dễ là nó rất là thuận tiện ạ. Còn có những vị khách khi mua xe ban đầu người ta đã cắt ngắn cổ đi rồi thì mình cũng muốn nâng lên thì nó hơi xấu khi mà chúng ta lại phải tìm mua thêm thiết bị nối. Nhưng mà đây cổ là người ta vẫn giữ nguyên ở mức 7 phân quý vị nhé. Cho nên là rất là tiện cho các quý vị nào có chạy muốn chạy cái chiều cao nó ở cao lên một chút. Chiếc xe đang sở hữu một cái chiếc yên Pandoro của Ý. Vâng. Toàn là những thương hiệu Ý thôi quý vị nhá. Bằng yên của Ý, xe của Ý. Và cặp bánh cũng là của Ý. Đó, quý vị thấy. Và chiếc yên còn rất mới. Đó, quý vị thấy. Tổng thể còn rất đẹp quý vị nhá. Gần như là không có sờn rách gì. Mới đồng bộ theo chiếc xe. Đó. Yên Pandoro Kappa Evo, một chiếc yên cũng rất là đắt tiền. Vậy là quý vị thấy là nó rất đẹp đúng không ạ? Gần như là không có vết xước nào lớn đáng chú ý cả. Và tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe Derosa này. À, thì như Nguyễn Đông đã nói từ đầu video, chiếc xe đang sở hữu một bộ chuyển động cũng rất là cao cấp. Đó là bộ chuyển động Full Shimano Group Ultra R8000 quý vị nhé. Vâng. Bộ group này thì khá là mạnh mẽ rồi. À, đủ để quý vị có thể đi đoàn, đi đội, thậm chí đi đua được rồi quý vị nhé. Và độ mới của bộ group thì cũng còn khá là đẹp. Này quý vị, Nguyễn Đông sẽ quay chi tiết từng bộ group. Đó, đây, đây phần tay nắp phía bên phải. Đó. Còn tương đối là đẹp quý vị nhá. Tay nắp phía bên trái. Đó, quý vị thấy. Khá là mới đúng không ạ? Không có vết xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Ngàm phanh trước Ultera R8000. Rất đẹp ạ. Ngàm phanh sau Ultera R8000. Cùi đĩa, cùi níp, vâng, xin cùi níp Ultera R8000. Cùi níp thì có chút xước chút xíu nho nhẹ 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 đây thôi quý vị nhá. Vâng, có xước chút xíu nhẹ thôi. Đó. Đấy, nhưng mà tổng thể là còn đẹp. Níp Ultera R8000 sở hữu thông số là 1128. Đó, và quý vị có thể nhìn thấy cái phần răng níp đó. Vâng, còn rất đẹp quý vị nhá. Răng rồi sên rất sang bóng, rất sạch sẽ. Đó, rất vuông, rất dày. Tuổi thọ sử dụng còn rất lâu dài quý vị nhá. Giò dĩa Ultra Grass R8000 thông số là 5034. Đó, quý vị thấy. Vâng, cùi đĩa cũng là Ultra R8000. Đó. Đó, và quý vị thấy phần giò dĩa đấy, gần như không có vết xước nào đáng chú ý cả đúng không ạ? Vâng, còn rất là đẹp. Ở đây là độ qua giãn của chiếc xe. Đó, quý vị thấy ạ. Rất ôm, rất khít ạ. Đó. Cho nên là quý vị thấy là hoàn toàn còn sử dụng rất lâu dài quý vị nhé. Vâng, quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sử dụng ạ. Rất lâu dài. Đó. Ở đây, quý vị thấy cái phần mặt trong của giò dĩa. Đó. Quý vị thấy. Còn quá mới đúng không ạ? Vâng, chiếc xe chưa hề có bị tuột xích quý vị nhé. Còn rất đẹp. Đây là phần đầu của giò dĩa. Rất mới ạ. Chiếc xe đang sở hữu một cặp bê đan cũng rất cao cấp, đó là của Lux, sản xuất tại Frank quý vị nhá, bằng made in Frank. Đó vị đấy ạ. Và còn rất đẹp. Đó, gần như là không có chảy xước. Và
rất trớn ạ. À. Vâng, bên ăn lúc bên lúc kéo. Đây là phần giò dĩa phía bên trái. Không bị đấy. Tổng thể còn khá là mới đúng không ạ? Bế đan núc, núc kéo, made in Frank quý vị nhé. Vâng, cả hai bế đan rất đẹp. Vâng, tiếp đến là cặp bánh. Vâng, chiếc xe cũng đang sở hữu một cặp bánh mang thương hiệu cực kỳ cao cấp của Ý, đó là cặp bánh Campagnolo. Model là Sirocco bản 3,5 quý vị nhé. Vâng, đây là một dòng bánh nhôm rất cao cấp, xuyên chị sở hữu chuyên trị để chúng ta chạy đường trường, chạy đường đèo đồi núi hay đổ dốc đổ đèo hoặc là đi phượt. Vâng, rất chi là bền bỉ quý vị nhé. Và cặp bánh này là đã chạy bạc đạn, chạy bạc đạn rồi và cối lỗ rất chi là thanh và giòn. Vâng, sở hữu là những chiếc cam dẹt quý vị nhé. Vâng, dòng bánh Shimano thì có độ trớn rất chi là cao và cái độ bền cũng cực kỳ cao, mà một thương hiệu bánh rất đắt tiền quý vị nhé. Anh vị thấy đúng mình trước ạ. Đó. À, cặp bánh cam. Đó. Cặp bánh còn rất đẹp. Và bản 3,5 cho nên là rất chi là phù hợp với cái khung hình của chiếc khung. Đó. Rất chi là cân đối. Đó. Mega G3 đấy. Và quý vị có thể nhìn vào cặp liền. Rất sáng đúng không ạ? Rất sạch sẽ, rất sáng và mới đồng bộ theo chiếc xe. Đó. Từ những cái nắp chân van, người chủ để ý những cái chi tiết nhỏ nhất vẫn đông điểm đỏ rất chỉ là nổi bật. Đó, đây, cặp liền cả trước cả sau còn rất đẹp quý nhá, cặp bánh còn rất đẹp. Đó, nắp chân van màu đỏ và cặp núp cũng đồng bộ trước sau đều là của Ultra Sport, bằng Continental Ultra Sport 3 hông là 25 mini quý vị nhá, 700x25C. Đây núp đằng sau ạ. Đó, cũng Continental Ultra Sport 3 hông 25. Đó, và quý vị thấy còn lốp còn rất đẹp ạ. Đó. Phần tan đồng còn rất sắc nét quý vị nhá. Lốp chưa hề có xuất hiện vết dạn chân chim quý vị nhá. Đó, cho nên tuổi thọ sử dụng còn rất lâu dài. Đó, quý vị thấy đây lốp trước. Vâng, ta lông còn rất chi là đẹp, rất dày dặn. Chưa hề có xuất hiện vết dạn chân chim. Đó. Sử dụng rất chi là lâu dài quý vị nhá. Vâng, tổng thể thì chiếc xe còn rất mới đúng không ạ? Sau đây Nguyễn Long sẽ test lại cái tiếng cối nổ và độ trớn cho quý vị nghe kỹ thêm một lần nữa. Đó. Quý vị thấy ạ, rất trớn đúng không ạ? Vâng, rất trớn. Rất trớn và tiếng nổ rất thanh và giòn quý vị nhé. Khi chúng ta chạy duy trì ở những tốc độ cao, chúng ta sẽ thấy cái điểm mạnh của cặp bánh, những dòng bánh Campagnolo này. Ở đây là tỉ bẻ bánh sau, nguyên zin chính hãng quý vị nhé. Đều vẫn là nguyên zin, chưa có bị nai, bị mất. Tỉ bật bánh trước, Campagnolo, còn rất đẹp đúng không ạ? Thực sự rất đẹp đấy ạ. Vâng, tiếp đến là cái phần phụ kiện, đó thì là người chủ có để lại một chút phụ kiện nhỏ nhỏ, đó là một cái chiếc gọng bình nước Enit bằng composite quý vị nhá, rất là cũng khá đắt tiền. Đó, tông màu cũng là đen trắng xanh, khá phù hợp với tông màu của khung sườn. Đó, một chiếc túi treo cọc yên phía sau, là cái này thì Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý khách hàng khi quý khách hàng mua xe, để quý khách hàng đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ khi chúng ta đạp đi xa, đạp tour hoặc đạp đường trường, rất là thiết thực đấy ạ. Và đây nữa, đó là một chút đồ vật dụng nhỏ nhỏ. Đó là một bình khí CO2, một đầu bơm cho bình khí CO2 và bộ ba móc lốp của Pro. Đó, quý vị thấy nhé, ba móc lốp của Pro rất chỉ là thương hiệu đấy ạ. Đây, quý vị thấy. Đó. Rất chỉ là chắc chắn và chưa sử dụng quý vị nhé. Người dùng chưa phải sử dụng đấy đâu. Đó. Đây là ba món phụ kiện mà chúng ta tặng theo chiếc xe. Vâng, vừa rồi thì là Nguyễn Long đã giới thiệu cho quý vị rất chi tiết, tổng thể chi tiết về cái chiếc xe đạp carbon mang thương hiệu rất nổi tiếng của đất nước Ý, đó là chiếc De Rosa Idol, một model rất cao cấp, người chủ có mua đầu năm 2021 và cái tần suất sử dụng của họ là cực kỳ ít quý vị nhá, người ta cũng chỉ chạy được tầm xem 1.000 km thôi, cho nên độ mới còn rất cao,
và người ta đã bỏ không ở trong nhà, bảo quản trong phòng kín, không có cả ánh nắng mặt trời, cho nên là cái màu sắc của chiếc xe là gần như là không có bị phai mờ, không có bị ảnh hưởng gì cả, vẫn còn giữ nguyên gần như mới quý vị nhá. Thì cái giá thành cho chiếc Derosa Carbon sở hữu cấu hình khung sườn carbon cùng với bộ group rất cao cấp này, full Shimano R8000 cùng với cặp bánh Campagnolo Sirocco 3 phân rưỡi, một cặp bánh rất nổi tiếng của Ý, và điều đặc biệt là độ mới của chiếc xe còn cực kỳ mới, bằng một chiếc xe xứng đáng là một chiếc xe cọc, độ mới còn tầm từ 95% độ lên quý vị nhá. Đó thì là Nguyễn Long đang chào bán cái mức giá cho chiếc Derosa này là ngoài 40 triệu quý vị nhá. Vâng, ngoài 40 triệu cho chiếc Derosa sở hữu cấu hình còn cực mới này. Đó thì là quý khách hàng có nhu cầu mua hàng thì là xin vui lòng liên hệ với Nguyễn Long trực tiếp qua số điện thoại 0973 126 389, số điện thoại có kết nối cả với Zalo đấy ạ. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề rất rõ ràng ở phía bên dưới video. Đó, địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Quý khách hàng ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng và trải nghiệm thực tế. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó là Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Đó, thì sau khi nhân viên giao hàng bên bưu điện đến giao hàng thì là quý khách được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào đến nhà của quý vị thì là quý vị khách hàng thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là chiếc xe Derosa Carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhé. Và Nguyễn Long xin cam kết nếu như quý khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý khách hàng cứ đóng gói gửi trả lại cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả lại cho vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý khách hàng ở xa khi mua online xe đạp bên cửa hàng của Nguyễn Long là hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Ở kia là có kèm cả cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe. Họ thì Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Và mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về đều kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhé. Và Nguyễn Long vừa quên là chưa giới thiệu nốt cho quý vị là nó còn một cái phụ kiện rất là đây nè. Đó là một chiếc đèn hậu hiệu cắt tây. Đó quý vị thấy, hiệu cắt tây, hiệu của Nhật quý vị nhé. Đó, một chiếc đèn hậu rất là đẹp. Đó, quý vị thấy. Vâng, một chiếc đèn hậu hiệu của Nhật rất nổi tiếng ạ. Và Nguyễn Long là có thiếu sót thì bây giờ Nguyễn Long xin giới thiệu nốt. Và thì thôi, đến đây là Nguyễn Long đã giới thiệu hết cho quý vị về chiếc Derosa này. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả quý vị và mọi người, và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.